Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay công ty Thế Giới Máy Vạch chúng tôi xin giới thiệu một sản phẩm mới của công ty là máy quét hộ chiếu ứng dụng cho ngành dịch vụ khách sạn, các sòng bài và casino vân vân. Thì bây giờ mình xin chạy thử cái demo của máy trên cái phần mềm. Sau khi mua máy về thì bạn sẽ được nhà cung cấp cho một cái phần mềm demo như thế này. Cái mã này có mô đồ là 3MVS 1000 nhé. Đây. Đây là giao diện mà cái phần mềm giao diện của phần mềm mà bên nhà cung cấp, bên hãng cung cấp cho mình. Đây, bây giờ mình bước thử. Đây là cái password của mình ha. Quét rất là đơn giản ha. Bỏ vô. Đây, wow, chỉ là 0,39 giây là sẽ cho ra kết quả. Đây là hình ảnh web mà scan mà máy đã scan ra ha. Rồi mình sẽ cho các bạn coi cái data mà nó sẽ lưu. Đây là cái data, đây là cái data dữ liệu mà nó xuất ra, nó sẽ lưu trong một cái file data của phần mềm. Thì các bạn lập trình viên hay là những cái nơi không sử dụng phần mềm của hãng mà lập trình riêng cho mình thì sẽ lấy những cái data này để viết lên cái chương trình của chính mình. Đây là tài liệu hình ảnh, đây hình ảnh nó xuất ra luôn cho các bạn. Ok, vâng, và công ty Thế Giới Máy Vạch xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.